Học hết lớp 9 em đã nghỉ học, thì cũng lên Hà Nội đi làm các nghề khác nhau, cũng đánh giày rồi, cũng thợ xây rồi. Em rất là hoang dại và em phạm lỗi rất nhiều. Bởi vì nếu mà sáng tạo cocktail mà không đúng cái cảm xúc của mình thì nó sẽ ra một cái chủ đề rất là gượng ép. Trước cuộc thi thì em rất áp lực về kết quả. Nhưng đến cái phần mà khi mọi người đứng dậy vỗ tay ấy, em nghĩ là tầm này không cần vô địch nữa. Mình đã thành công rồi, người em chỉ biết là chắp tay lên trời em cảm ơn các thứ và nói với mẹ em ở trên trời là con thành công rồi. Em là top 50 bartender giỏi nhất trên thế giới cũng là điều rất đáng tự hào chứ. Xin chào các bạn đến với Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam, nơi ghi lại những hành trình đầy cảm hứng của những nhân vật thành công trong ngành khách sạn. Khách mời của chúng ta hôm nay là một vị khách rất đặc biệt, đó là bạn Tiếp, người đã tham gia cuộc thi Việt Nam Best Bartender do Diageo tổ chức, và bạn là người đã được giành giải nhất trong cuộc thi này, có nghĩa là người bartender giỏi nhất Việt Nam. Và sau đó bạn đã tham gia cuộc thi cũng do Diageo tổ chức trên toàn thế giới, và bạn là một trong 50 bartender giỏi nhất trên thế giới. Xin chào Tiếp. Dạ. Đúng không em? Dạ. Anh rất vui là Tiếp rất bận, nhưng cuối cùng là cũng anh em mình thu xếp được gặp nhau tại trong một cái quán bar cũng của bạn Tiếp luôn, là Attic, rất ấm cúng, rất thích. Nhưng có một điều là không thích lắm là bởi vì em mời anh vào buổi sáng mà uống rượu cocktail này cũng chắc bị say và mệt đấy nhở? Dạ không nên uống buổi sáng cocktail anh ạ. Thế à? Phản cơ cấu sinh học. Thế à? Có nghĩa là chắc là buổi chiều nào đấy anh sẽ quay lại đây đúng không? Okay, happy hour anh ạ. Ừ. Đùa thế thôi nha, anh nghĩ là em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho mọi người được không? Ngắn gọn thôi, không cần nhiều. Tại em có nhiều chuyện để nói chuyện lắm, anh em mình sẽ buồn. Chào mọi người, mình là Phạm Tiến Tiếp. Mình là một lão tướng trong nghề bartender, 36 tuổi. Và hiện tại thì mình đang là founder của chuỗi 4 quán bar ở Hà Nội. Đó là hai quán Nê, một quán Owell và Attic hiện tại chúng ta đang ở đây ạ. Đồng thời thì mình có một lớp dạy về bartender có tên là Niklas, dành cho các bạn trẻ muốn theo đuổi nghề bartender. Tiếp đã theo đuổi cái nghề này cũng rất lâu rồi, nhưng anh nghĩ là một trong những nơi mà em bắt đầu trưởng thành thành công đấy là ở Metropole và ở Angelina đúng không? Dạ, dạ. Em có thể kể một chút là em đã làm việc đấy như thế nào, em đã thành công ra sao ở đấy? Cái trải nghiệm của em và hành trình của em với Metropole thì khá là đặc biệt và thú vị. Là khi em làm việc tại một quán pub nhỏ ở phố cổ thì có một anh F&B director có đến hay đến đó uống cocktail. Và tình cờ thì trong một lần nói chuyện thì anh ấy có offer em là có muốn trải nghiệm làm việc khách sạn 5 sao không. Thì khi đó đối với em thì em chưa nghĩ khách sạn 5 sao nó sẽ như thế nào. Em chỉ biết đó là môi trường rất là sang trọng và cao cấp, đòi hỏi bằng cấp, rồi rất nhiều chuyên môn khác. Tuy nhiên là với cái sự tò mò cũng như là một chút gì đấy mà gọi là muốn phát triển tương lai, và em đã xin nghỉ ở quán bar kia, quyết định sang Metropole phỏng vấn. Thì vòng phỏng vấn đầu tiên em đã qua, tuy nhiên sau đó một số cái giấy tờ về học vấn của em thì em đã không được nhận. Trục trặc. Vâng. Thì có một lần tình cờ đi ăn trưa và gặp anh, gặp lại anh director đó, người cũng là phỏng vấn em tại Metropole luôn. Thì anh ấy có hỏi là đã được nhận vào chưa. Thì em nói là tôi chưa, bởi vì tôi không có bằng cấp 3. Thì không, sau đó thì anh ấy bảo là ồ vậy ạ, vậy à, vì đây là công ty và khách sạn 5 sao cho nên là cái đòi hỏi về cái trình độ học vấn cũng khá là khắt khe. Tuy nhiên em trước khi về thì em có gặp anh ấy và em bảo là nếu anh cho tôi một cơ hội thì tôi sẽ chứng tỏ với anh tôi là bartender giỏi nhất ở khách sạn này. Sau đó thì một tuần sau em được nhận. Cũng như một kỳ tích thì em có về em thịt gà cho cả làng ăn mừng luôn. Cả xóm ăn mừng ấy. Và em vào Metropole thì ban đầu khá là khó khăn. Tuy nhiên là sau đấy thì có một số anh chị em cũng học ở trường Cô Tô đều biết đến em. Thì có giúp đỡ và hỗ trợ để em thích nghi với cái môi trường chuyên nghiệp. Và sau nhiều năm làm việc và được khách sạn cử đi học hay là tạo ra các khóa đào tạo thì bắt đầu là em cảm thấy yêu nghề hơn và quyết tâm là phải có một vị trí gì đấy ở Hà Nội và thậm chí ở Việt Nam. Rồi bắt đầu là em nghĩ tới cocktail và sáng tạo. Và 2012 thì em quyết định là tham gia cuộc thi World Class để
cái em không muốn chứng minh bản thân, nhưng em muốn trải nghiệm và muốn xem rằng khả năng của mình đến đâu. Và cũng may mắn là em đã vô địch cuộc thi đó. Anh ngắt lời em một chút này. Tại câu chuyện của anh em mình còn rất dài, cho là cái cuộc thi đấy mình sẽ nói sau một chút. Anh vẫn đang tò mò về khi em bắt đầu vào làm Metropole đây này. Anh biết em rất lâu rồi, nhưng mà hôm nay anh mới phát hiện ra là em không có bằng cấp 3. Không bằng cấp 3 là sao? Mình không qua học hết phổ thông hay là như là lý do gì? Cái thời điểm đấy thì gia đình có ngại che khá... giấu không? Chia sẻ. Không sao. Gia đình em cũng khá là khó khăn. Thì học hết lớp 9 em đã nghỉ học. Thì cũng lên Hà Nội đi làm các nghề khác nhau ạ. Cũng đánh giày rồi, cũng thợ xây rồi, cũng làm thợ may rồi, bán quán phở rồi. Và sau đấy cuối cùng là em đi học nhạc. Bởi vì em có đam mê về nhạc. Thêm nữa thì bắt đầu là em không có công việc. Thì cái một người anh trai cũng là chủ trường Cô Tô, một trường dạy cho trẻ mồ côi, có tạo điều kiện để em đi học nhạc riêng tại một thầy giáo. Sau đó buổi tối làm thêm ở quán bar của anh ấy. Và em bén duyên với bartender từ đấy. Thì sau khi mà vào Metropole ở làm việc quán bar thì em thấy rằng tiếng Anh rất quan trọng. Thì cái điểm mạnh của em lúc đó là em học tiếng Anh rất là nhanh. Và khi phỏng vấn thì mọi thứ tiếng Anh em rất là trơn tru. Cho nên đó là điểm mà em nghĩ rằng ngoài việc pha cocktail tốt ra thì cái ngoại ngữ của em cũng là cái mà để giúp em được vào Metropole. Thế là cái lúc mà em bắt đầu là làm ở chỗ ba đấy là em đi học tiếng Anh à? Tại quán ba đấy thì có một chị người nước ngoài quản lý. Chị mở lớp dạy cho các nhân viên. Tuy nhiên sau đấy thì lại có một số khách hàng họ có trung tâm dạy tiếng Anh nữa. Thì em có xin là vừa đến trung tâm đấy để hỗ trợ họ việc sắp xếp lớp học và ngồi học ké luôn ạ. Nhưng mà làm khá mệt mỏi này. Thêm học kiểu gì? Đi học có thấy mệt không? Cũng bình thường ạ, tại vì khi em yêu thích, nhất là yêu thích cái gì đấy thì em sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Và thời gian làm việc thì thường là sẽ khoảng 4-5 giờ chiều đến khoảng 1-2 giờ sáng. Thì cái thời gian đi học tiếng Anh của em thời điểm đó là khoảng 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều thì về. Lại một bí quyết nữa là làm sao mà học tiếng Anh nhanh như thế? Ban đầu thì em học tiếng Anh, tức là khi đi học ở lớp 9 thì cũng đã biết một chút các cái cơ bản thôi ạ. Nhưng mà tiếp theo thì khi mà học thì em học ở lớp rồi, em gặp khách nào của bà lại cũng ra bắt chuyện. Rồi em hỏi hết cái này cái kia. Cái đầu tiên em chỉ biết tiếng Anh em sẽ cần hỏi đó là what is this? Để em biết tất cả cái tên đồ đạc xung quanh nó là gì đã. Và dần dần em viết vào tờ giấy và viết phiên âm nó ra như nào. Cũng thú vị đấy nhỉ. Thế khi mà vào Metropole làm việc đấy, em có được training đào tạo nhiều không? Ai đã hướng dẫn em? Khi em vào Metropole thì hầu hết là anh chị nào cũng hỗ trợ. Tuy nhiên là tại Metropole thì tập đoàn họ luôn có những cái buổi coach training cho các nhân viên. Ví dụ như là tập đoàn sẽ gửi người xuống để đào tạo về nghiệp vụ. Có thể là mời những expert, những master nào đó về chuyên môn, ví dụ như về pha chế, về đồ ăn để có thể chia sẻ. Hoặc là mời những người rất giỏi về dịch vụ đến để chia sẻ những cái cảm hứng về ngành. Thì từ đấy mình cũng học rất nhiều thứ. Nhưng khi làm ở Angela đấy, em thấy khó khăn nhất là cái gì? Giai đoạn đầu tiên khi em mới bắt đầu vào làm. Cái thời điểm đầu tiên em làm thấy khó khăn nhất ở Angela đó là cái tệp khách rất là sang trọng. Nó khác hoàn toàn với việc khi em làm một quán bar gọi là bar phố cổ. Khi đấy gọi là bar bụi địa. Thì cái tệp khách cũng khác và phục vụ nó sẽ easy hơn. Nó không có nhiều các cái step quy chuẩn để làm việc. Thì em rất là hoang dại và em phạm lỗi rất nhiều. Bị bày bừa này, rồi không đúng quy trình này, xuất đồ ra sao này, pha cocktail thì ví dụ như công thức lại sẽ không đúng giống với công thức của khách sạn chẳng hạn. Bởi vì nó nhiều khi nó theo cảm hứng ấy ạ. Thì đôi khi em phải kiềm chế lại bản thân và follow hết các cái policy, những cái nội quy, quy chuẩn của công việc tại khách sạn. Đây là cái khó nhất, bởi vì em đã quen với guồng khác của cái đơn giản rồi. Bây giờ lên chuyên nghiệp hơn thì hơi phức tạp. Tuy nhiên là như em đã nhắc là có một anh tên là anh Tuấn Lâm. Thì anh ấy cũng là người làm việc ở đấy rất lâu rồi. Thì anh ấy đã hỗ trợ em, cho em bắt nhịp cái guồng quay của khách sạn 5 sao. Bạn Tuấn Lâm đấy anh cũng rất ngưỡng mộ. Và bạn cũng sẽ là khách mời của anh trong thời gian tới đấy. Thế này em cũng may mắn là gặp được người thầy, người sếp đúng không? Có trình độ, có tâm, giỏi. Nhưng mà em cũng mất bao lâu thì em có thể vào guồng được một cách trơn tru, thành thục? Thực ra em thích nghi khá là nhanh để vào bắt nhịp với tất cả cái guồng cuộc sống được nói chung. Cho nên là khi em vào Metropole thì mất khoảng 3 tháng á, sau đó thì em đã ổn định lại tất cả mọi thứ ạ.
Ví dụ những người bình thường khác đấy, mà người ta muốn học nghề bartender, thì em cũng hay dạy các cái lớp học dạy mọi người, thường thì mọi người phải mất bao nhiêu lâu thì có thể đi ra và có thể làm được? Trung bình thì một cái một bartender để học với nghề bartender thì nó không giống nhau ạ. Tuy nhiên là một cái lớp bình thường cơ bản thì họ sẽ học khoảng 1 2 tháng, 3 tháng hoặc là cao hơn một chút xíu thôi. Nhưng cái quan trọng nhất là thời gian họ được đi va chạm thực tế. Bởi vì trên lớp thì nó sẽ không có khách hàng, không có những tình huống xảy ra, không có những cái nội quy quy chuẩn mà công việc đặt ra để các bạn flow, nên rất khó để các bạn có thể là hình dung được chính xác là các bạn phải làm như gì để tốt. Cho nên là cái việc học là thời gian có thể vài tháng, nhưng cái việc để trải nghiệm thực tế thì nó sẽ mất khoảng 1 năm hoặc là thậm chí hơn ạ. Sau bao lâu thì để em được promote lên làm supervisor, có nghĩa là giám sát ở Angelina? À, thực ra là em không được làm giám sát ở Angelina ạ. Thế à? Vâng Anh ạ. tưởng À, như là này, em có một chức vụ mà em nghĩ là kiểu đây là một chức vụ mà sẽ không có lần thứ hai ở ở thời điểm đó. Là khi mà xét về bằng cấp, em không có bằng cấp 3 thì trong hệ thống khách sạn là sẽ không được promote lên vị trí sup hay là captain hay là manager. Thì em được quyết một riêng một vị cái trí. vị trí riêng, đó là mixologist, và nó ngang bằng với supervisor thời điểm đấy ạ, mức lương các thứ ạ, và những cái gọi là trách nhiệm tương đương ạ. Ok. Vâng. Cũng rất hay, tại vì bạn tiếp này là một mixologist. Em có thể chia sẻ với một người sự khác nhau giữa mixologist và bartender như thế nào không? Em nghĩ rằng mixologist và bartender nó cũng như nhau thôi. Thì bartender nó là chung cho tất cả những cái người làm trong nghề pha chế hoặc là ngành ngành bar. Nhưng mà mixologist thì nó sẽ thiên về sự nghiên cứu, về tìm hiểu chiều sâu về nguyên liệu, về rượu. Ví dụ khi anh pha bất cứ ly cocktail gì, anh đều phải giải thích là nó tại sao anh pha như thế, tại sao cái này kết hợp được với cái này, nó sẽ tạo ra phản ứng gì, rồi tạo ra những cái hương vị gì, cung bậc nó ra sao. Đấy ạ. Còn bartender, ví dụ sẽ có bartender biểu diễn này, rồi bartender làm những cái cocktail liên quan đến ẩm thực, phân tử, rất nhiều thứ. Thì mixologist là phân tích chiều sâu về nguyên liệu nhiều hơn ạ. Anh phản biện một chút đấy. Mặc dù anh không biết pha chế nhưng anh cũng đọc rất nhiều. Anh cũng nghĩ là chia sẻ mọi người thôi. Đấy, ví dụ như bạn tiếp này rất giỏi, đỉnh luôn. Nhưng nhiều khi chưa chắc các bạn đã để ý những cái đấy. Mình hay là thọc mạch hay tò mò. Anh nghĩ là mixologist là những người mà sáng tạo. Và người ta sẽ pha chế các cocktail đấy là dựa theo những cảm xúc và không theo một cái công thức nhất định. Ví dụ như các bạn bartender, ví dụ làm trong khách sạn là các bạn sẽ phải pha chế theo cái công thức và quy định đấy đúng không? Ok. Nhưng em là có khả năng sáng tạo và các bạn phải đạt được một cái trình độ, một cái đỉnh nào đấy thì mới gọi được là mixologist Giờ đúng không? vậy thì em Có chỉ đúng em không? được xin được phép lại phản biện lại anh ạ. Thì trước tiên để có thể sáng tạo được thì cái một mixologist phải cần hiểu tất cả về những cái nguyên lý. Đúng Đầu rồi. tiên về nguyên liệu sẽ có tính chất đặc tính gì, lượng axit rồi đường ABCD ra sao, rượu này có mùi hương gì để kết hợp. Thì từ đấy mình mới có thể sáng tạo được. Mình sẽ không thể cầm một cái chai rượu nào đó và những nguyên liệu gì đó có sẵn pha một nguyên liệu bất kỳ vào được. Bởi vì cái cảm xúc của khách hàng nhưng nó phải liên quan đến cái kết cấu bên trong đồ uống nữa. Thế Tức nên là mình kỹ cần năng sự cơ hiểu bản biết. phải có Vâng ạ. đúng không? Còn đi xa hơn nữa đó là sự sáng tạo đấy ạ. Đúng rồi. Dạ. Bạn này thì là rất sáng tạo, có nhiều thứ để kể chuyện. Với bây giờ mình mới quay lại là cái cuộc thi của em. Dạ. Anh lại muốn em chia sẻ một cuộc thi này. À, nếu chia sẻ cuộc thi thì em lại quay trở lại câu chuyện với anh Tuấn Lâm nữa. Ừ. Tại vì thực ra nếu mà không anh Tuấn mà không nhường em cái cơ hội này thì em cũng sẽ không được tham gia cuộc thi đó. Tại sao? Thời điểm đấy là bọn em được có 3-4 người được cử đi tham dự cái buổi questioning của Diageo. Thì khi đó em là người thắng trong cái cuộc thi thử của Hà Nội. Và sau khi về thì em được công ty gửi đi Thái Lan để support cho một khách sạn ở Suphan Bit ở Thái Lan, cũng training rồi đào tạo. Sau đấy khi em đi về thì khách sạn nói rằng là em đã có cơ hội được đi trải nghiệm ở bên Thái Lan rồi, thì cuộc thi này sẽ dành cho anh Tuấn. Vậy thứ nhất là anh Tuấn cũng đang là vai trò supervisor, và thứ hai là anh Tuấn cũng là người thứ nhất có ngoại ngữ tốt, khả năng giao tiếp tốt, kiến thức về rượu cũng rất là ổn ạ. Thế sau đó thì
em rất là buồn. Em có thể nói là em giận dỗi một đứa trẻ con mà. Hồi đấy em khoảng 23, 24 tuổi, em cũng hơi giận, hơi dỗi. Thì có một lần em quyết định nhắn tin một anh Tuấn một cái trang dài như này. Bảo anh ơi, thực sự là em không biết như nào, nhưng mà em nghĩ rằng em muốn tham gia cuộc thi này. Vì đây là cơ hội để em có một cái bước tiến mới trong sự nghiệp. Vì em không có bằng cấp 3. Anh thì học ở Cô Tô, anh có bằng ở Cô Tô rồi, anh có thể xin việc dễ hơn em. Còn nếu em muốn promote, muốn phát triển thì em cần, đây là cơ hội để em có được. Sau đó thì anh Tuấn ban đầu là cũng có gọi là cân, gọi là băn khoăn một tí, suy nghĩ một tí. Sau đó thì anh quyết định là nhường lại cơ hội cho em. Và em cũng không làm anh thất vọng. Quá được luôn nhỉ. Vâng ạ, thì sau khi tham dự cuộc thi thì nó có rất nhiều các phần thi khác nhau. Nó có phần thi đó là về tốc độ. Tức là các bartender sẽ phải pha khoảng 4-5 đồ uống trong vòng bao nhiêu phút. Phòng thi thứ hai đó là một cái chiếc hộp bí mật. Thì anh sẽ bốc nguyên liệu gì, anh phải pha cocktail với nguyên liệu đó. Phòng thi thứ ba đó là anh sẽ được ăn một cái đồ ăn mà anh trong cái hộp. Sau đó ngẫu hứng mà nghĩ ra cocktail liên quan đến cái món ăn đấy. Và phòng thi cuối cùng đó là sáng tạo cocktail dựa trên một nguồn cảm hứng của một diva hoặc là thần tượng nào đó về âm nhạc. Thì các phần kia thì đối với em thì bản thân em là người thích sáng tạo. Em cũng đã từng đi làm nhà hàng rồi. Cho nên là đối với em thì những cái đó không làm khó được em. Còn tốc độ thì thực ra là với tính ẩu của em thì nhanh lắm. Đấy. Thì còn đến phần cuối cùng đó là phần cocktail sáng tạo. Thì bản thân em nghỉ học rất là sớm, 15 tuổi em đã nghỉ học rồi, em đã đi ra Hà Nội rồi. Nên đối với em thì em không có một, em không nghe phim ảnh nhiều, âm nhạc nhiều thời điểm đó. Thì em không thể biết ai để em thần tượng, diva nào thần tượng cả. Và em bảo thôi chết rồi, bài thi này là, bởi vì nếu mà sáng tạo cocktail mà không đúng cái cảm xúc của mình thì nó sẽ ra một cái chủ đề rất là gượng ép. Thì trong một cái lần mà em đang ăn sáng ở Metropole trước cuộc thi khoảng gần 2 tuần, hơn 1 tuần, thì em có thấy một cái bài báo của khách sạn là nói về tìm được một căn hầm trú bom, nơi mà có nữ ca sĩ John Baez từng hát dưới tầng trú bom trong một cái đêm bom đạn. Đúng rồi. Vào trận bom cuối cùng ấy, vào năm 1972. Thì tìm được cái tầng hầm đấy. Thế xong em đang ăn phở nữa, em bảo ủa tại sao mình không nghĩ ra cái ly cocktail mà có cái mùi hương của phở, xong có bom rội xuống, làm sao để có tả được cảnh bom rội xuống. Và bật cái bài hát nhạc nền của nữ ca sĩ hát John Baez. Cuối cùng là bắt đầu là em về thì em thấy anh Tuấn anh đang xếp một chồng Lamborghini này, anh ấy đốt rượu cocktail đổ lửa xuống. Em bảo à, đốt lửa. Thế là em mới ra hàng thiếc, em đặt một cái cây, đó là cái cây mà bây giờ cây phở của em. Sau đó thì em cho các nguyên liệu của phở vào các cái tầng và đốt. Ban đầu thử nghiệm thì nó không ra được như thế. Thì bắt đầu mới châm lửa cháy mạnh hơn thì nó ra được mùi hương như vậy. Và em cho mọi người ở khách sạn thử. Thì cũng có người bảo ủa tại sao lấy tên món phở ra, người ta đang liên tưởng đồ ăn ai đang uống. Có người thì bảo là amazing, good show, rồi cái hiệu ứng rất là ok. Thì em lúc đấy em phải đấu tranh tư tưởng là em nên tin bản thân hay là tin vào những cái lời góp ý. Bởi vì lúc đấy những cuộc thi rất là ít. Và quyết định là bảo ok, em sẽ làm món này và đi thi. Thì các vòng kia đều rất là suôn sẻ. Đến vòng cuối cùng thì em ban đầu hơi hồ. Sau đấy thì khi em đốt lửa xuống rồi, bắt đầu mùi phở bung ra và bài hát được bật lên. Tất cả mọi người vỗ tay. Thì trước cuộc thi thì em rất áp lực về kết quả. Nhưng đến cái phần mà khi mọi người đứng dậy vỗ tay ấy, em nghĩ là tầm này không cần vô địch nữa. Mình đã thành công rồi. Trong việc là mình thấy mọi người tán dương mình. Em có thể nhìn thấy cảm xúc, kiểu có những người có thể rưng rưng nước mắt khi nghe câu chuyện mà em kể về ly cốc theo đấy. Là bắt đầu em mừng quá. Và cũng may mắn là đúng trao giải thì em là người vô địch. Thì lúc đấy em chỉ biết là chắp tay lên trời, em cảm ơn các thứ và nói với mẹ em ở trên trời là con thành công rồi. Chúc mừng em. Cuộc thi nó có bao nhiêu người tham gia? Ở tại vùng chung kết thì bọn em là có 10 thí sinh tham gia chung kết ạ. Dạ. Tức là sẽ chọn theo vùng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, có miền Trung không? Hay là toàn có cả miền Trung, dạ. Toàn quốc ạ, 3 miền thi với nhau. Em có biết là cái cốc tay phở của em rất nổi tiếng không? Và anh mời rất nhiều khách. Trong đấy ví dụ như anh Lars là tổng giám đốc của khách sạn Le Meridian, là khách sạn 5 sao trong Hồ Chí Minh. Anh mời bạn Sam là một trong những bếp trưởng rất đặc biệt, là làm trước kia ở nhà hàng White Grass bên Singapore, là một trong 50 nhà hàng
tốt nhất ở châu Á và luôn luôn được công nhận là nhà hàng Michelin, và bây giờ bạn ấy đang phụ trách cái nhà hàng Acuna cũng ở trong khách sạn Le Mien Sài Gòn và được đánh giá rất cao, và tất cả các bạn, các bếp Michelin đều ngưỡng mộ nhìn bạn ấy. Thì khi uống cái phở cốc tay của em đấy, các bạn thích vô cùng, thích thú vô cùng. Em biết là một cái mọi người rất thích nữa là bởi vì cái phở của em ấy, nó dậy được cái mùi của cái hoa hồi, hoa quế, đúng không? Của cái cốc tay phở đấy. Nhưng mà nó lại không bị quá nặng. Tại vì cái nước dùng của phở nó sẽ khác, đúng không? Dạ. Còn cái cốc tay này, anh thì không biết nhiều về kem, nhưng mà uống nhiều lần rồi mời bạn bè thì thấy ai cũng rất thích luôn. Thế sau đấy thì em đã đi tham dự cuộc thi trên toàn thế giới, đúng không? Dạ. Lại chia sẻ tiếp. Với đến cái cuộc thi ở toàn thế giới thì lúc đấy bắt đầu em bị áp lực về tâm lý. Bởi vì bản thân là đây cũng là cuộc thi đầu tiên. Cái khâu chuẩn bị em không được kỹ. Và thứ hai là em cũng không hiểu được về cái những cái nội quy của sân bay. Dạ, khi mà mang tất cả đồ nguyên liệu tươi của Việt Nam sang đấy thì sang đến sân bay thì bị chặn bắt hết. Và nguyên liệu ở bên đó thì cũng là tên như vậy, cũng là loại herbs như vậy. Nhưng mà cái mùi hương rồi cái vị nó không giống nhau. Là đó là một cái fail đầu tiên, cái lỗi đầu tiên của em. Và thứ tiếp theo cũng giống như là mấy lần phỏng vấn gần nhất là em rất bị xấu hổ vì cũng lâu ngày chưa đứng trước ống kính ạ. Thì hôm đấy là rất nhiều máy quay và còn bảo là chiếu rất nhiều quốc gia nữa. Thế là tâm lý run run đến nỗi mà không thể nhớ nổi cái bài thuyết trình của mình. Và cuối cùng là em phải bỏ qua cái bài đấy để em nói theo cái bản năng. Tuy nhiên đối với em thì em học rất nhiều các bartender của thế giới, họ có chuyên môn rất là cao, họ có sự chuẩn bị rất là kỹ. Và tiếp theo là kiến thức của họ cực sâu và rộng. Thì đó là những cái thứ mà em nghĩ rằng cuộc thi này nó không phải là kết quả của thắng hay thua, mà là kiến thức em học được bao nhiêu. Thì em thấy rằng mình khá là thành công. Tuy vẫn chưa được hài lòng với bản thân lắm, nhưng mà hài lòng với kết quả mà mình đã đạt được. Anh nghĩ nó cũng rất tuyệt vời. Mặc dù là không phải là người giải nhất, nhưng em là top 50 bartender giỏi nhất trên thế giới cũng là điều rất đáng tự hào chứ. Này, may mà anh chơi với em, nhiều khi anh hay khoe với bạn bè đấy. Rất tự hào luôn, em đúng không? Em cũng là quen anh mà. Thế nhưng anh nghĩ rằng là bao giờ nó cũng trải nghiệm và kinh nghiệm. Đấy cũng là một cái bài học rút kinh nghiệm cho mình. Thực ra những người đang theo dõi Arrival Podcast, anh nghĩ cũng là một cái chia sẻ kinh nghiệm thú vị mà người biết. Tại cũng như em thì như anh Lân ngày xưa là bếp trưởng, người Việt Nam mình đầu tiên làm bếp trưởng khách sạn 5 sao do tập đoàn Accor quản lý ở trong nước và nước ngoài. Thì buổi đầu tiên anh đi thi mà bên Pháp cũng sẽ tương tự như em, tại người không có kinh nghiệm, không kinh nghiệm về cách mình sẽ chuẩn bị như thế nào, không hiểu được các quy định ra làm sao. Và thứ ba nữa là mọi người cũng không quen trước cái ống kính máy quay, rất nhiều ống kính quay vào, đúng không? Xong vừa làm mọi người vừa hỏi. Nhưng anh nghĩ bây giờ thì với tiếp những cái đã gọi là gì nhỉ? Piece of cake, đúng không? Dạ. Không đơn giản đâu. Không đơn giản đâu, nhưng mà mình sẽ làm nó thuần thục hơn nữa. Sau cái cuộc thi trên thế giới như thế, thế sự nghiệp của em như thế nào? Em có rẽ ngang không, hay em vẫn tiếp tục làm Metropole, hay là em bắt đầu muốn làm riêng cho mình? Sau cuộc thi thế giới thì em trở về, em bắt đầu có những dự định mới cho tương lai của em. Đầu tiên là vẫn sẽ gắn bó và cống hiến cho Metropole. Như cái lời hứa mà em đã dành cho anh FMD Director lúc trước đấy. Và anh cũng là người gửi thư từ Philippines sang để nói là mày là người đàn ông của lời hứa. Thì em cũng rất là cảm động. Sau đấy thì em quyết định là mở một lớp học về pha chế, cũng như là tạo một câu lạc bộ cộng đồng bartender Hà Nội đầu tiên đã, để mọi người kết nối với nhau và chia sẻ những cái thứ gì mà mình đã trải nghiệm, đã được học. Và nó thay đổi hoàn toàn cuộc sống, là bắt đầu có nhiều job hơn, bắt đầu mọi người mời đến để đi dạy này, đi làm sự kiện này, và đi tư vấn mở quán cho một số các chủ đầu tư khác nữa. Sau đó em kết thúc công việc ở Metropole là 2014, là bắt đầu em quyết định nghỉ để dấn thân vào con đường kinh doanh. Thế em thấy khi dấn thân vào kinh doanh thì có chông gai không, hay là rất đơn giản bởi mình đã trở thành người nổi tiếng, nhiều người biết tới? Cái thời điểm mà em quyết định
để kinh doanh ấy, là 24 ấy, thì em đang nghĩ rằng với cái sự nổi tiếng của mình, với những cái tập khách mà mình đã có ở Metropole rồi, thì mình sẽ làm gì cũng sẽ thành công. Nhưng mà em gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là em không xác định được là cái mức vốn của mình có thể mở để tạo ra một cái không gian nó như thế nào. Thứ hai là cái tệp khách của Metropole thời điểm đấy họ rất là sang chảnh, họ nhiều tiền hơn, họ là một business, chứ không phải là một cái môi trường quán bar bình dân như em mở thời điểm đó. Thì em đã sai hoàn toàn định hướng. Và nói chung là một phần ảo tưởng sức mạnh nữa. Thì cũng trải qua hai lần làm quán không thành công, thì em mới quyết định lại đi làm việc cho một cơ sở khác nữa, đó là Press Club, để mình tiếp thu thêm những kiến thức mới về quản trị, về quản lý. Và em làm ở Press Club được bao lâu? Hình như là 4 năm, 9 tháng, 10 ngày anh ạ. Anh vẫn nhớ là hay gặp em ở đấy mà. Dạ. Thấy rất vui, rất thú vị và vẫn được uống cốc tay phở của em ở đấy. Dạ. Rồi anh còn được uống cả cốc tay của bạn Ly pha đúng không? Dạ. Anh nếu nhớ không nhầm thì đấy là gọi là cái gì, hương cốm mùa thu hay gì đó. Hương cốm mùa thu Hà Nội ạ. Đó, dạ. Mùa thu Hà Nội. Đấy. Bạn ấy cũng rất tài năng đúng không? Vâng. Nhưng mà sẽ giống như kiểu dân nhạc indie ấy, hơi ẩn giật một tí ạ. Khá là dị, lập dị. Bạn ấy dị nhưng mà bạn ấy có cá tính rất là hay. Dạ, dạ, dạ. Bạn ấy với em hai người khác nhau nhưng lại chơi rất thân với nhau nhỉ? Em có thân gì nó đâu ạ. Ấy giời. Nói thế thôi, nhưng nói thế nhưng không phải là thế. Dạ. Tại anh thấy bọn em rất thân thiết. Cái mà tiếp rất được nữa là anh đi toàn Việt Nam. Dạ. Các ba, mặc dù anh thì không lê la ba nhiều. Dạ. Nhưng mà anh thấy là các bạn rất quý em, rất ngưỡng mộ em. Quý em theo cái kiểu là rất chân tình anh em, ngoài cái việc ngưỡng mộ em ra. Anh đi Sài Gòn, đi Đà Nẵng, đi Nha Trang, nói đến dân ba là mọi người nhắc đến em. Đấy là cái mà em có cái tình cảm với mọi người rất là thích. Thế nhưng mà khi mà em làm ở Press Club đấy, ngoài cái việc mình học được cái cách quản trị này, mình có thấy ở đấy có cái gì hay nữa không? Tại anh thấy là mấy chủ đấy cũng rất hay này, chị Nhung này, anh Chris này, rồi anh Đại Từ này, mọi người có hỗ trợ gì em không hay là mọi người... Ok, với Metropole thì em sẽ được học những cái quy chuẩn, những cái sự chuyên nghiệp hóa. Thì với Press Club thì em được thỏa sức sáng tạo cũng như bay bổng với những ý tưởng của mình. Nếu mà nói không hoa thì Press Club khi mà họ sửa chữa lại thì em là người đầu tiên định hướng về sản phẩm, về các cái quy trình về phục vụ bar tại đó. Nên là những anh chị chủ đầu tư hầu hết là giao toàn bộ những cái quyền quyết định và định hướng cho em. Và anh chị chỉ là sẽ đầu tư và hỗ trợ em hết mình. Thậm chí là em cần mua những gì, mang những gì, anh chị đều support. Đó là cái mà tuy em không phải là đó là môi trường quán của em, nhưng em cảm nhận rằng em đang được thử sức tại với một cái môi trường của mình, giống như quán của mình vậy. Anh nghĩ là không phải ai cũng may mắn sẽ gặp được những cái chủ đầu tư như thế đúng không? Dạ. Tại vì nói đến các chủ đầu tư thôi, mình lại buôn một tí khác nữa là tại khi em đi training đào tạo setup bar khác, em cũng sẽ có rất nhiều những trải nghiệm khác nhau khi làm với các chủ đầu tư khác nhau. Dạ. Em có gặp khó khăn gì không, hoặc là theo em thích những dạng mà các chủ đầu tư như thế nào nhất? Trong quá trình mà đi tư vấn setup mở bar ấy, thì sẽ có rất nhiều khách hàng khác nhau. Thậm chí có những khách hàng còn quỳ tiền mình cơ. Thậm chí có những tập đoàn rất là lớn cũng, thực ra nói quỳ tiền thì sẽ như nào nhỉ? Có những người quỳ tiền thật, và có những người thì do mình không hiểu nhiều về luật hợp đồng, cho nên có những cái kẽ hở để khiến người ta gài bẫy. Em cũng nghĩ là một là có thể là mình dễ ngây thơ nữa, chứ không phải gài bẫy. Và mình cũng bị mất một số cái khoản tiền rất là lớn. Tuy nhiên đó cũng là bài học. Bởi vì nếu mà tính ra về luật pháp thì họ không sai, nhưng tính ra về nguyên tắc tình, công việc đúng không? Về mọi công việc. Thứ dạ. Tại vì mình cũng bỏ ra công sức rất nhiều mà đúng không? Dạ. Cái đấy thì anh cũng gặp mà. Vâng. Đâu có phải em không? Mỗi chủ đầu tư thì họ đều có những cái
cái suy nghĩ tư tưởng khác nhau. Có những người thì họ sẽ giao toàn bộ cho mình, có những người thì họ sẽ involve, họ sẽ tham gia rất nhiều thứ. Và có những người thì họ muốn đầu tư hết mức, nhưng có những người thì chỉ muốn tiết kiệm, có những người chỉ muốn là hỏng cái gì thì họ đắp cái đấy vào chứ họ không muốn là sửa lại hoàn toàn. Cho nên là cứ va chạm thật nhiều thì mình sẽ hiểu được tất cả những cái mục đích của khách hàng để mình tư vấn sao mà phù hợp nhất với họ thôi, chứ mình sẽ không đi theo mà tôi muốn làm như này, tôi muốn làm như kia. Anh nghĩ rằng nhiều bạn đang theo dõi Arrival Podcast ngày hôm nay thì các bạn cũng sẽ rất muốn được nghe em khuyên các bạn, tại vì cũng sẽ nhiều bạn là cũng muốn sau này đi setup bar làm những cái đấy. Thì em chia sẻ, để thành công setup được, anh nghĩ nó cũng vất vả lắm, nhưng mà theo em thì như thế nào thì mới có thể vượt qua được? Thực ra để nói em cũng không quá là thành công việc setup đâu ạ, nhưng mà em cũng có nhiều kinh nghiệm. Thì đầu tiên là mình phải tìm hiểu được cái năng lực của cái đối tác của mình, tức là khách hàng của mình, xem khả năng tài chính của họ ở đâu, khả năng quan hệ của họ như thế nào. Hai, bắt đầu mục tiêu của họ, mục đích của họ. Và ba, bắt đầu mình phân tích về cái địa điểm đó, thị trường ở đó như nào cho khách hàng. Và thứ tư, bắt đầu mới lên các mục công việc. Bởi vì khi mà mình vào một phát mình đưa mức giá ngay cho họ là bao nhiêu thì rất là khó để có thuyết phục họ. Tuy nhiên nếu mình sẽ đặt ra những cái vấn đề là có khó khăn gì với điểm này, cái điểm mạnh, điểm lợi thế ở đây là gì, với tài chính này của ông anh chị thì nên làm cái gì, với mô hình này thì chi phí sẽ khoảng bao nhiêu, sau đấy để thuyết phục họ trước đã, thay vì mình đưa mức giá. Và tiếp theo đó là chứng minh năng lực của bản thân mình, của bên mình, gọi là phong bạt tí đấy ạ, là tôi, bên tôi có, sẽ có ai ngoài tôi ra thì tôi sẽ có những cái người này kia để hỗ trợ. Thì khi đó tạo được cái niềm tin của hai bên rồi thì bắt đầu là phải có một cái hợp đồng thật rõ ràng. Tuy nhiên là hợp đồng thì tùy từng bên sẽ làm, nhưng cái việc thanh toán này, rồi các việc quyền lợi của đôi bên này thì phải rõ ràng ngay từ đầu, và tốt nhất có một bên nữa để làm chứng thì sẽ ok hơn, để có gì cũng có bắt đèn kinh nghiệm xương máu. Xương máu, đúng không? Em đã setup nhiều ba, và anh chưa kể ba của em đâu. Thì em thấy hài lòng, em thích nhất cái ba nào em đã setup? Có lẽ một quán mà em coi như là quán của mình, đó là tên là T. T là một quán ba Đà Nẵng, hiện tại là em nghĩ là sẽ là quán ba tốt nhất ở Đà Nẵng miền Trung luôn ạ. Những cái cocktail về nguyên liệu Việt Nam, cảm hứng Việt Nam, vùng miền thì đều được sử dụng ở đó. Ngoài ra thì T là một quán mà có những người bạn, người cổ đông, họ cũng luôn sẵn sàng lắng nghe mình, đồng thời là hai bên trở thành một người bạn thân với nhau. Cho nên là mỗi khi em bay vào đấy thì chủ đầu tư lại book vé cho em luôn, rồi ở nhờ bên anh Khánh là không mất tiền nữa. Ở bên Mezzo, Đà Nẵng. T đấy là chỗ nào ấy nhỉ? Ở 39 Nguyễn Thái Học ạ. 39 Nguyễn Thái Học là một bar riêng đúng không? Vâng. Chứ không nằm trong khách sạn. Không ạ, ở tầng 3 của bên dưới là cộng cà phê. Nhưng chắc lần sau vào Đà Nẵng anh cũng sẽ dạy tới đấy. Anh vào em ký bill được. Thế à? Mời được. Đấy. Này, nhưng vào đấy anh sẽ không uống phở cốc tay nữa, theo em sẽ uống cái gì? Cũng khá lâu rồi em không vào đấy để biết rằng có món gì mới. Thì anh có thể hỏi một số các bạn đấy. Các bạn đã có một số cái món của miền Trung ở đấy rồi, đặc sản của Đà Nẵng, các gia vị Đà Nẵng ở đấy. Anh cứ thử hỏi là sẽ có. Ok, cảm ơn em. Bây giờ quay lại tiếp. Em đã là chủ sở hữu của nhiều bar rất nổi tiếng, được đánh giá rất cao ở Hà Nội. Anh nghĩ nó không phải đánh giá Việt Nam đâu, mà được bình chọn trên thế giới, đúng không? Thế thì em có thể chia sẻ một chút về những cái bar đấy của em được không? Tại em có biết không, bạn bè anh, các anh chị bên nước ngoài về, thậm chí như chị Hà ở bên Moscow cũng nhờ vả anh để tiếp cận với em, nhờ em training hướng dẫn cho chị ấy để làm các đồ uống, cốc tay. Chị quay lại bên Moscow để làm trong các cái nhà hàng, trong quán bar của chị đấy. Hoặc rồi bạn bè, đồng nghiệp của vợ anh cũng đi học em dạy, mọi người đều rất gọi là ấn tượng. Ấn tượng là bạn này rất dễ thương, bạn này kiến thức rất tốt, dạy rất hay, rất cảm xúc, đúng không? Và anh thấy ngày xưa khi anh đến quán nê của em, đúng không? Anh thấy trời, đông thế mà phải gọi là rất nhiều tây, đúng không? Chia sẻ đi. Ok, thì sau khi mà làm việc ở Best Club thì em mở quán bar đầu tiên vào 2017,
không phải đầu tiên mà chính thức đầu tiên. Bởi vì trước đấy thì cũng có mở các quán bar như em có chia sẻ đấy, nhưng mà đều không được thành công và chỉnh chu, nên em không dám nhận đấy là một quán bar hoàn hảo. Thì Nê là một cột mốc em mở đầu tiên. Ban đầu thì em chỉ dự định đó là một cái lớp học để em dạy pha chế tiếp tục thôi. Bởi vì khi cái nhà ở khu đấy, Tống Mỹ Tân đấy, là một cái khu khá là xô bồ, có nhiều kiểu quán ăn, quán nhậu, vỉa hè, rồi các quán karaoke, thì khách rất là phức tạp. Ban đầu cũng lo sợ, tuy nhiên em nghĩ là thôi, cũng chẳng sao đâu cả, vì công an phường gần đấy. Đấy. Và đối diện thì lại có một cái người anh mà em hay ăn nữa, cũng là chủ nhà đối diện, là cũng yên tâm phần nào để mở. Thì sau khi mà 1-2 tháng đầu tiên tập trung là doanh thu từ lớp học, thì đến tháng thứ 3 là có một may mắn là CNN đến quay ở quán em. Quá tuyệt luôn nhỉ. Và từ đấy thì cộng với những bài báo trước đấy, bắt đầu là Nê trở thành một hiện tượng ở Việt Nam, thậm chí là trên thế giới nữa. Thì bắt đầu mọi người biết được là quán cốc ba này có cốc theo nguyên liệu Việt Nam. Thì thời điểm đấy là khách nước ngoài rất nhiều, mà khách Việt cũng rất là đông. Cũng may mắn là cái thời điểm em mở Nê ấy, là thời điểm mà các bạn ở Việt Nam bắt đầu là có những cái xu hướng uống cốc theo, và các bạn nghiên cứu rất là sâu về cốc theo. Cho nên là em cũng khá là bất ngờ khi đang ngồi và các bạn sẽ hỏi loại rượu này, tôi thấy mùi hương này, mùi hương kia. Và từ đó em nghĩ là cơ hội đây rồi. Bắt đầu em đẩy mạnh cả khách nước ngoài và khách Việt. Thì sau đó thì Nê bị quá tải vì đông khách quá, khách cứ xếp hàng đợi vào. Thì bọn em quyết định mở thêm một quán Nê nữa, có tên là Nê Bong Ke ở 12 Cửa Đông. Thì để tránh hai quán sẽ lấy khách của nhau, thì em đổi một chút là cho Nê Cửa Đông sử dụng nhiều các kỹ thuật của tiên tiến hơn, thay vì những kỹ thuật thủ công như Nê Tống, để tạo ra những cái hương vị, các cái chủ đề khác nhau, cũng là Việt Nam nhưng mà cái trải nghiệm khác nhau và theo trend. Vâng ạ. Sau đấy thì bắt đầu là em có một số người anh em thân chủ đang thuê nhà ở quán Attic này có rủ em về để mở quán bar chung. Thì bắt đầu là em cũng lên ý tưởng và thực hiện được cái quán thứ ba là Attic. Sau một thời gian Covid ổn thì bọn em quyết định làm thêm một quán nữa cho giới trẻ hơn, đó là quán The Owell ở 11 Tràng Thi. Thì những quán ở Attic này thì sẽ hợp với những khách hàng về bàn công việc nhiều hơn. Những khách hàng mà thích không gian nó ngồi êm ái, chiêu chiêu. Ở Tràng Thi thì lại là The Owell, thì lại là cho các bạn có thể nhảy nhót một xíu, có không gian vườn để thoáng, nếu ai thích ra ngoài hút thuốc nói chuyện có thể tránh ồn ào. Bên trong thì sẽ hơi ầm một chút. Thì mỗi một quán nó sẽ có những concept khác nhau để tránh cái sự trùng lập khách hàng. Và thứ hai là cái target khách hàng sẽ khác nhau. Anh rất thích Nê, nhưng thực ra cái quán Attic này anh rất thích nó. Bởi vì là nó có một cái không gian rất là ấm cúng, ngồi rất thoải mái. Và với hai là anh nghĩ là trung tâm nhất của trung tâm ở phố Tràng Tiền này, đúng không? Dạ. Đi đâu cũng tiện, tiện từ chỗ gửi xe ô tô, kể cả đi xe ô tô buýt đến đây cũng được mà nhỉ, đạp xe đến đây cũng được rồi. Mà có nhiều thứ để rất tiện ở cái quán này. Khi em làm quán đấy, chắc em cũng sẽ gặp nhiều các khách hàng khác nhau. Dạ. Em có những ấn tượng với khách hàng như thế nào, hoặc em có những cái trường hợp nào em thấy rất thú vị, hoặc là có một cái bad experience em có thể em sẽ chia sẻ về một người mà bạn thân, người anh, người bạn thân nhất của em, và người cũng là giúp em mở Nê. Bởi vì thời điểm mở Nê là em không có nhiều tài chính, và anh ấy là người mở công ty cho em, cho em thêm vay thêm vốn, và không hẹn ngày hoàn trả, anh bảo khi nào có sẽ trả để mở được quán Nê đầu tiên. Thì em gặp anh ấy khi anh ấy là khách hàng ở Metropole. Thì anh ấy khá là, cũng là lập dị, khá là đặc biệt, là anh ấy ít nói chuyện với mọi người. Anh ấy thích ngồi quầy bar, uống rượu và đọc sách. Thì đọc sách thì không gian ở bar khá là tối, ở Angelina. Thì mọi người nhân viên rất sợ anh ấy bởi vì anh ấy khá lạnh lùng. Nhưng em thì thấy anh này đọc thú vị, bởi vì em thích những người mà hơi chất nghệ một tí. Sau đó thì anh ấy đang đọc sách thì em cầm cái nến ra. Và anh ấy đọc, thì anh ấy đã nhìn em cười. Sau đó mỗi lần đến thì em cứ thấy anh ấy là ô tô cầm cái nến. Đến lần thứ 3 thì anh ấy bắt chuyện với em. Anh ấy bảo em tên là gì.
Sau đấy thì nói chuyện các thứ với nhau và nói rằng em cũng đang, em rất thích viết sách. Em hay viết những cái trải nghiệm cuộc sống của em ra một quyển sách. Nhưng mà vì chữ âm xấu với cả em hay sai chính tả nên khi em đọc lại thì em không hiểu em viết cái gì. Đấy, nhưng mà em cũng kể với anh ấy là em có trải nghiệm như này, nhưng mà sau khi nhiều quá em viết thì không nhớ. Thì anh ấy nói, anh cũng khoe quyển sách của anh ấy. Rồi một ngày thì em đã đặt một cái đèn để kẹp vào quyển sách. Khi mỗi khi anh đến ba là anh ấy kẹp vào. Từ đấy thì khi anh dẫn bất cứ bạn bè nào đến thì đều sẽ bảo em là tiếp anh là chuột bạch, em thử pha cocktail cho anh đi. Sau đấy thì em pha cho anh ý. Anh nói rằng nếu em mới kể câu chuyện về món đấy, anh bảo là em dùng văn phú thế này là không được. Em phải có phần mở bài như này và cái thông điệp ra sao, rồi cái ý nghĩa của món cocktail này là gì, thì khi vậy thì nó sẽ thuyết phục anh hơn. Từ đấy bắt đầu em có thói quen là pha cocktail có những chủ đề đàng hoàng, những cái topic rõ ràng. Thì sau khi mà bắt đầu là em mở các quán cơ sở thì đều hầu hết về luật thì anh ý đều giúp đỡ. Thì đối với em là đấy, khi mà mình nhiệt tình, chân thành với một khách hàng nào đấy, mình quan tâm họ, biết đâu họ cũng sẽ là người bạn thân của mình, ngoài ra có thể giúp đỡ mình trong những cái công việc và cuộc sống. Anh nghĩ những người làm trong cái ngành này đấy rất cần những cái phẩm chất như em. Đấy là mọi người rất tận tâm và rất tinh ý, đúng không? Tinh ý từ cái việc em mang cái nến ra cho anh ấy đọc sách, từ cái việc là mình sẽ tạo ra một cái thói quen cách phục vụ khách hàng, thì cái đấy cũng rất hay. Nhưng mà anh nghĩ rằng thành công đến với em nó đâu phải ngẫu nhiên, nó cũng là cả một cái quá trình, rồi từ cái cố gắng của mình, đam mê, rồi cách mình chăm sóc phục vụ khách hàng. Thế em thấy khách Việt Nam và khách nước ngoài khác nhau cái gì? Với em thì khách Việt Nam và khách nước ngoài nhìn chung và nhu cầu thì giống nhau. Tuy nhiên là cái tính chất của từng văn hóa của các nước ngoài và Việt Nam cũng khác nhau nữa. Với người Việt thì chúng ta cần có sự quan tâm sâu hơn về cảm xúc, về những câu chuyện về cuộc sống hay thậm chí là những cái thay đổi của họ khi họ đến với quán. Còn với những khách nước ngoài thì họ sẽ có nhu cầu là được phục vụ bình đẳng. Tức là tất cả những thứ nó theo bước chuyên nghiệp. Để họ được thưởng thức trọn vẹn nhất. Khách Việt Nam thì sẽ hơi hay đòi hỏi hơn một chút và khó từ chối hơn một chút. Ví dụ như là khách muốn bật nhạc to chẳng hạn, thì mình sẽ phải tìm một lý do thật là thuyết phục. Em thì em thường sẽ nói là bên cạnh có hàng xóm già yếu sắp mất rồi. Thực sự em kể câu chuyện đấy 5 năm rồi, ông ấy mất ông ấy mất từ sau 1 năm em kể rồi, nhưng mà 4 năm sau vẫn kể là ông ấy sắp mất. Đấy, để làm sao mà hạn chế việc bật nhạc to ảnh hưởng đến hàng xóm. Còn với khách nước ngoài thì đơn giản là mình sẽ nói là mình xác nhận cái list nhạc, đây là nhạc max của mình rồi. Và thứ hai là cái quy định policy của của quán tao nó là như thế. Thì họ cũng sẽ rất là thông cảm. Đấy. Bởi vì với khách Việt ấy, họ thường sẽ đến liên tục. Với nê thì luôn có khách quen. Cho nên là cái việc từ chối của bọn em cũng khá là khó khăn. Đôi khi có những cái trường hợp mà bọn em sẽ flexible cho khách hàng. Ví dụ như những buổi tiệc sinh nhật, buổi gì đó đặc biệt của khách, thì bọn em có thể đổi nhạc một số bài để theo cái yêu cầu của ngày đặc biệt đó, hoặc là lên đèn sáng để chụp ảnh cho khách. Tuy nhiên là đối với bọn em thì tất cả khách nước ngoài hay khách Việt Nam đến với quán thì đều có những trải nghiệm và được phục vụ như nhau. Anh nghĩ là cũng khá thú vị khi em chia sẻ những cái trick này để cách xử lý các vấn đề, đúng không? Nhưng trên thực tế thì vụ có giống nhau không? Hoặc là bọn em có thường đấy, khi anh làm một số nơi và anh cũng hay dặn nhân viên rằng là không được kiểu như nhìn thấy Tây thì sợ này, hoặc là phục vụ người nước ngoài trước này, mà người Việt Nam mình đặc biệt là rất nhạy cảm những cái đấy. Thì bọn em thì có xảy ra những trường hợp như thế không? Với khách Việt Nam thì bọn em phải tế nghị một chút, kể về cách ăn nói. Đầu tiên kể nó về ngoại hình, body shaming hay gì cũng rất phải hạn chế cái đấy. Hay tất cả những ngôn ngữ mình phát ra, bởi vì lời tiếng Việt thì nó khá là phong phú. Cho nên một cái câu nói và cái giọng của mình không đúng thôi là sẽ khiến sự hiểu nhầm đối với khách hàng. Cũng phải biết tình trạng khách hàng đang như thế nào nữa mà để chọn câu chuyện phù hợp. Với khách nước ngoài thì bọn em luôn có cái kiểu là tiêu chí là khi khách đến, ngoài việc giới thiệu về đồ uống, về quán của em ra, thì sẽ giới thiệu thêm về những cái danh lam thắng cảnh của Hà Nội, rồi những món ăn, ẩm thực hay là những cái nơi mà họ có thể đến sau khi mà họ ở tại Hà Nội.
thì đó là cái mà khách nước ngoài mong muốn được khám phá qua một cái quầy bar của mình mà họ đã biết được thông gọi là sơ bộ về Hà Nội rồi. Anh nghĩ biết. Cũng rất thú vị đúng không? Dạ. Anh nhớ có một lần ngồi cũng buôn chuyện với em. Dạ. Em kể chuyện với anh là em đã sang London đúng không? Sang bên Anh. Setup bar đúng không? Em đi làm guest ship ạ. Guest ship. Dạ. Cũng hay đấy, em có thể chia sẻ với mọi người được không? Chuyến đi khá là thú vị, tức là cũng là một lần em phục vụ khách nước ngoài. Thì hai khách này là dân business đến Việt Nam để họp thôi ạ. Thì họ ngồi ở quầy bar và em cũng như một mô típ cơ bản khi gặp khách nước ngoài đó là chào hỏi và giới thiệu về sản phẩm của mình, đồ uống của mình. Bắt đầu em pha cocktail, pha phở, pha cocktail nước chấm ốc, pha cocktail bê xào xả ớt. Và tất cả những cocktail mà liên quan đến gia vị Việt Nam em đều mang ra để cho họ thưởng thức. Và được cái là họ ủng hộ, họ rất là thích thú. Thì sau đó thì em cũng giới thiệu qua một chút về Hà Nội, về các địa danh của Việt Nam nữa. Thì họ có nói rằng tao ở Việt Nam rất là lâu rồi, là bây giờ tao chỉ cần muốn khám phá hơn nhiều món cocktail của Việt Nam thôi. Và buổi tối hôm đấy họ phải uống khoảng hai người phải uống gần 20 ly cocktail. Chết rồi. Vâng ạ. Một nam một nữ. Thì anh ấy trong một lần rất say, em cũng không biết là anh ấy say hay không say, và anh nói rằng ta có một cái bar ở bên London và ta muốn mời mày sang đó làm guest ship. Thì em cũng nghĩ chỉ đơn giản là một lúc rượu vào cốc tây vào một câu chuyện khi mà họ say để tỏ sự yêu mến đối với mình. Và em cũng rất là cảm kích rồi. Tuy rằng em không biết có được đi hay không, nhưng em về em mất ngủ mấy tiếng đồng hồ ấy. Bình thường là 2 giờ sáng ngủ, hôm đấy 4 giờ sáng mới ngủ. Đấy. Thì em có cho họ email của em. Và một tuần sau em nhận email thật. Và anh ấy bảo offer em là tháng này tao muốn offer mày sang. Thì em rất là vui, hào hứng. Sau đó em đi làm các giấy tờ thủ tục. Thì cũng may mắn là với những mối quan hệ mà em đã từng làm việc cho các đại sứ quán, tổ chức các event cho đại sứ quán, thì rất dễ trong việc xin được visa đi Anh. Trong một tuần là hơn tuần em có rồi. Thì nhưng hụt hẫng là như này, sát ngày đấy thì anh ấy mất tích luôn, không nhắn tin, không làm gì được. Và rất hoang mang, mà bây giờ không biết làm sao, bây giờ xong hết thủ tục rồi mà thế xong bắt đầu là tức là có cả vé máy bay rồi, nhưng em không biết là bước tiếp theo sẽ phải làm gì nữa, vì em chưa đi nước ngoài một mình như thế bao giờ cả. Thế xong bắt đầu là có một chị người Việt Nam, chị gọi là chị là bên anh này, anh bị có việc này về kia, thì chị sẽ support em trong suốt quá trình mà em sang Anh như nào, liên hệ với bên kia như thế nào, bởi vì em chưa đó. Thế bắt đầu là em sang Anh, thì em mang một đống đồ pha chế ba cái thứ sang. Lần này thì có kinh nghiệm hơn đúng không? Không, mọi như em lơ ngơ giữa sân không bay. Không kinh nghiệm, tức là mang đồ sang sẽ không bị ách tắc lại sân bay. Vâng, xưa đi thi em biết đó. Mang cái gì đi để không bị bắt ạ. Sau đó thì em bị chặn lại, bởi vì họ thấy là các cái bình checker, họ tưởng là cái gì, họ chặn lại, họ mở hết ra. Và em có mang một cây thuốc để biếu một người sếp của em bên Anh. Thế là em mang sang thì họ giữ lại một bao, bảo chỉ được mang 9 bao thôi. Thế em sang Anh thì em làm một guest ship thứ hai, làm 2 buổi. Thì đến buổi thứ ba định làm tiếp thì anh bảo thôi, cost cao quá, 2 buổi được rồi. Tại vì quế hồi thảo quả bên đấy rất là đắt anh ạ. Và cuối cùng là các buổi sau là anh muốn là em ở lại chia sẻ cái kiến thức ở Việt về nghề với các bạn ở trong đó. Thì có thêm một buổi nữa. Và phần còn lại là em dành thời gian đi khám phá Anh cùng một số bạn của em bên Anh nữa. Và đối với em là một chuyến đi, dù là công việc nhưng mà không khác gì một chuyến du lịch mà em thấy là rất là ấn tượng. Cost cao thế sao lúc ấy không tăng giá lên không được à? Những cái cốc chay đặc biệt đấy, ví dụ như vậy. Dạ, tại vì em nghĩ là bản thân là cái mức giá cocktail đấy đã cao sẵn rồi ạ. Nhưng mà nếu thêm các cái quế hồi thảo quả, vì khi mà đốt thì bình thường ấy, nếu mà lấy một miếng không sao, để đốt được món phở thì phải cần khoảng tầm chục cái miếng hoa hồi. Và chục miếng hồi đấy cost rất là cao rồi. Và để mà đốt xong một lần lại bỏ đi, nếu mà khách không uống thêm nữa. Thế là quyết định là thôi làm 2 buổi thôi. Nhưng mà cảm nhận của khách lúc đấy mà sử dụng cái cốc tay của em với hương vị của Việt Nam thì như nào? Em chỉ nghe thấy họ wow thôi. Amazing wow. Dạ. Thế sao lúc ấy không nghĩ là mình sẽ mở một quán bar ở bên London nhỉ? Em có hỏi anh sếp của em. Và tức là anh có một anh của em là chủ quán bar đầu tiên mà em làm việc ở phố cổ ấy ạ. Anh ấy là người Anh. Thì anh nói rằng mày có biết vì sao mà ở bên Việt Nam tao là chủ quán bar
về đây tao là nhân viên siêu thị không? Thế là ý định của em bỏ luôn ạ. Nhưng anh nghĩ còn một cái trải nghiệm nữa. Bạn tiếp này giỏi giỏi mọi thứ, gần như là perfect, nhưng có một cái mà không perfect. Anh vẫn nhớ là em kể chuyện với anh là việc bạn tiếp này đi ở ngoài đường, tìm kiếm đường đi, đi xe ô tô buýt rất khó đúng không? Hình như em đã đi nhiều khi vượt qua cả cái chỗ cái đến quán bar đang phải dừng lại đúng không? Em là không định hướng, bị không phải em là bị mất tập trung ạ. Tức là trong đầu em ấy, luôn kể cả bây giờ bình thường thôi ạ, cứ đi là sẽ nghĩ một tỷ thứ trong đầu. Và thậm chí em có thể đi qua cả quán, đi qua cả nhà. Giống như hôm qua vừa hẹn mọi người là sẽ đi ăn. Mà cuối cùng em gọi điện thoại cho bố em ở nhà và em quên luôn đi ăn, em nằm mà không biết sao mọi người gọi nhiều thế. Mới nhớ ra là vừa hẹn nhau đi ăn xong. Có một mảng khác mà anh cũng thấy rất thú vị, đấy là việc em mở các lớp học, dạy, training, kể cả trong lúc hình như Covid em cũng làm đúng không? Dạ. Chia sẻ đi nào. Cái thời điểm mà em mở lớp học thì từ 2013 rồi. Và đối với em thì cái lớp học bọn em thu phí không phải cao, so với mặt bằng chung thì khá là thấp. Đơn giản là bọn em có tất cả các cái cơ sở rồi, để khi mà nhân sự bọn em cần là luôn có sẵn. Thứ hai là công việc của em là đi tư vấn, thì em cũng cần một đội ngũ nhân sự. Tiếp theo nữa là em cũng rất muốn để những cái bạn bartender trẻ giống như em, ngày thời kỳ mới vào, có một cái mentor, một cái hướng dẫn, để họ sau đi đúng hướng. Thứ hai là truyền cảm hứng cho họ, có niềm tin vào chính bản thân của họ, hay là niềm tin vào nghề. Cái thời điểm Covid thì không, em nếu mà phải giãn cách thì không ai có thể gặp ai được cả. Tuy nhiên là em luôn tạo ra những cái challenge cho mọi người, các cái thử thách của mọi người qua mạng nữa. Ví dụ như cơ bản là một lần đó là thử thách mà khá nhiều bạn ở Việt Nam ủng hộ. Đó là sáng tạo cocktail dựa trên trí tưởng tượng. Tức là anh sẽ không có nguyên liệu ở nhà anh để anh pha cái đấy, bởi vì không đi chợ được, hay là không thể tìm được. Thì nhiệm vụ của anh trong đầu là nghĩ ra rằng cái nguyên liệu gì sẽ hợp với nguyên liệu gì, và tự cân chỉnh công thức, quay một video ngắn hoặc là quay một bài post, viết bài post trên mạng, hashtag cái rượu diệt dịch đấy, để chia sẻ và tag những người mà bạn muốn thử thách họ. Thì cái chương trình đấy được rất nhiều các nhà tài trợ của các hãng rượu cũng quyên góp tài trợ để em có thể làm phần thưởng cho các bạn. Đó, dạ. Thì sau đó thì bắt đầu là bọn em sẽ làm những cái topic để chia sẻ với nhau về nghề trong cái bài post của mình, để các bạn dù ở nhà nhưng vẫn sống với nghề và có cảm hứng với nghề. Các lớp học của em rất thú vị, nhiều người thích. Em còn nhớ con của bạn bè anh này cũng hay nhờ anh liên lạc với em, nhờ để đăng ký các lớp học đấy. Thế bây giờ em vẫn tiến hành dạy học đúng không? Hiện tại thì em vẫn đào tạo đều ạ. Dạ. Thế là các chủ đầu tư muốn nhận setup bar, muốn các nơi mà muốn training đào tạo nhân viên là em vẫn có thể làm cho mọi người được đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Nhân dịp qua Arrival Podcast, anh cũng muốn quảng cáo hộ em là nếu ai có nhu cầu xin mời gặp bạn đẹp trai, dễ thương, tài giỏi này đúng không? Dạ. Để setup bar. Thế như anh nghĩ là chị Hà có nói với anh là chị cũng muốn setup bar ở bên Nga đấy. Nga bên Moscow đấy. Dạ. Biết đâu anh em mình lại đi sang đấy chơi nhỉ, xong em giúp chị ấy. Em cũng rất tò mò về Nga, bởi vì cái thời điểm đầu tiên mà rượu em thích ấy, trước khi em thích gin, là em rất thích vodka. Đối với em thì vodka nó là một cả một câu chuyện dài về lịch sử ấy. Em cũng muốn kiểm xem những cái bảo tàng vodka ở bên Nga như thế nào, rồi quy trình làm vodka bên Nga ra sao, rất muốn. Hy vọng một ngày nào đấy anh em mình sẽ sang bên đấy nhờ. Dạ, dạ. Với những người mà thích học theo nghề pha chế bar này, em có những lời khuyên gì hoặc là những câu hỏi nghe rất là bình thường như mọi lần, là cần những phẩm chất, cần những cái yếu tố nào để người ta có thể thành công và theo được cái nghề bartender này? Thực ra nghề bartender này thì dành cho tất cả mọi người, ai cũng có thể theo được. Để nói là một bartender đứng quầy bar pha một đồ uống thì nó không quá khó. Nên là những các bạn trẻ thường sẽ nghĩ nó rất dễ dàng. Tuy nhiên nó đòi hỏi rất nhiều các cái kỹ năng, kiến thức và thậm chí là tố chất nữa. Bởi vì không ai phải ai cũng có tố chất để làm một bartender.
giống như cách mà có thể đứng trước mọi người đám đông để thể hiện những cái đồ uống của mình ra sao, xử lý các tình huống nhanh nhẹn như thế nào, những cái phản ứng mà nó chỉ đến trong vài giây tích tắc thôi, mình không có thời gian để suy nghĩ, hay là những cái kiến thức mà nó sâu rộng mà mọi người bị over về gọi là nhớ được nó, thì làm cách nào để nhớ được thì nó cũng thuộc vào cái tố chất nữa. Tuy nhiên nếu nghề ba này thì có những bạn chỉ cần là kiên trì này, các bạn chăm chỉ một chút, các bạn phải luôn có nguồn cảm hứng với nó, tin vào nó, và nếu ví dụ như mình có học chậm hơn thì cái mình quan trọng nhất đó là phải chăm chỉ, chăm chỉ, cố gắng hơn người khác. Thu nhập của nhân viên làm ba này thì có ổn hay không? Tại vì nhiều người muốn theo nhưng mà nếu mà lương nó bèo bọt quá, không đủ nuôi được cuộc sống thì đâu có theo được. Dạ. Với em thì cái việc, cái thu nhập của nghề nào thôi ạ, nó cũng có mức lương cơ bản. Với bartender, so với mặt mức lương khác mà em tham khảo về phục vụ này, hay là chạy bàn hay thu ngân, kế toán này, thì nó cũng có mức lương chung chung thôi ạ. Tuy nhiên là nếu mà các bạn nào thực sự đam mê nghề và yêu nghề thì các bạn nên tìm một cái việc gì đó để có thể một cái nguồn thu trong quá trình mình đợi được mức lương cao. Thường thì mất thời gian khoảng mất 1 năm đầu trong nghề bartender này có với mức lương cơ bản là 5 triệu đến 7 triệu. Là có những bạn có thể thấp hơn bởi vì các bạn phải đi học việc. Nhiều bạn thì đã đi học qua trường lớp rồi thì đi vào bar thì sẽ có mức lương ổn hơn. Hay là những bạn có ngoại ngữ rồi thì mức lương sẽ ổn hơn. Thì những bạn mà không có ngoại ngữ thì bù lại đó là gì? Phải có kỹ năng tốt, kiến thức tốt, nghiệp vụ tốt và kinh nghiệm nữa. Thì kinh nghiệm thường phải mất 6 tháng đến 1 năm, ít nhất như vậy mới tốt được. Thì trong quá trình 6 tháng đến 1 năm đấy, các bạn phải luôn mạch ra một chiến lược, cái quãng đường đi của các bạn. Là các bạn sẽ làm gì để nuôi cuộc sống của các bạn trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Bởi vì nếu 6 tháng mà đã bỏ cuộc thì không thể có kết quả được, giống như trồng cây nữa. Làm bar này thì ví dụ như nhà hàng thì mọi người có tiền tip, bar có tiền tip không? Với em thì làm bar tiền tip cao hơn nhà hàng. Thế à? Bởi vì khi em làm ở khách sạn Metropole ở Pass Cup ấy, thì tiền tip của em cao hơn cả tiền lương. Thế à? Nhưng bọn em thường chơi nhau ạ. Thì cái mẹo đơn giản nhất là mình nắm bắt tâm lý khách hàng. Mình bởi vì khi khách hàng đến với một quầy bar, đó là họ muốn được thỏa mãn một cái gì đó. Thì đến bar là gì? Họ đang có tâm sự, họ đang căng thẳng, họ đang rất là vui, hay thậm chí họ đang muốn tìm một cái gì đó, tìm một đối tác, tìm một người bạn gì đấy. Thì nhiệm vụ mình thì phải nắm bắt được cái mong muốn họ đến bar là gì, thỏa mãn họ trong cái khả năng mà quán bar của mình cho phép. Thì khi mà mình được thỏa mãn rồi thì lập tức là có họ uống rượu vào nữa, thì cái sự thăng hoa của họ sẽ kèm với tiền qua. Thế có nghĩa là các bạn cũng có thu nhập thêm cũng tốt đúng không? Dạ, ngoài cái tiền lương ra. Vâng. Anh thì vẫn ấn tượng với cái cốc tay phở của em, nhưng mà muốn hỏi ngoài cái cốc tay phở ra thì bây giờ nếu như mà mọi người đến Attic Bar này hoặc đến Neba này thì em khuyên là mọi người ngoài phở ra thì nên dùng món gì? Tất nhiên mỗi người có một cái gu, một cái thích khác nhau, nhưng mà những cái cốc tay mà em thích, em có thể list ra được mấy cái được không? Dạ, nếu mà đến Ne thì sẽ uống ngoài phở ra thì sẽ sau khi uống phở xong thì sẽ nên uống cốm, bởi vì ăn phở là món ăn chính rồi đúng không? Uống chính rồi thì sẽ cốm là như món tráng miệng giống que kem vậy. Nó sẽ làm cho cái vòng miệng của mình là thơm tho hơn, sảng khoái hơn. Sau đấy thì có thể uống một số các cái món khác, ví dụ như món cocktail apple là món khô gà. Rồi dạ, cũng khá đặc biệt. Nghe lại nhỉ. Vâng, cùng bạn tên là Uyên. Còn nếu đến Attic thì ở đây cocktail sẽ khá là hay, bởi vì đây gọi là Attic Lab. Đây sẽ là đánh số. Thì với các bạn nữ thì nên thử món cocktail perfume hoặc là món cocktail số 10 hoặc số 9. Thì mỗi một cocktail sẽ có cái vị riêng. Dạ. Thế ví dụ một couple, hai bạn đang yêu nhau đến đây thì sẽ uống cốc tay gì? 9-10 ạ, 1-9-1-10. 1-9-1-10. Dạ. Thế à? Dạ. Một câu hỏi cuối cùng. Dạ. Em cũng đang rất thành công như thế này. Thế kế hoạch trong tương lai của em trong thời gian tới là như thế nào nữa? Kế hoạch tương lai của em là vượt mặt anh ạ. Anh có gì đâu để mà nói nhỉ? Anh cũng là một người thần tượng của em trong nghề. Em cũng biết từ lịch sử hồi anh làm Metropole là sao. Thì thời điểm này, thứ nhất là kinh tế đang suy thoái một chút.
cái việc kinh doanh của em nó chỉ ở mức an toàn. Thì em cũng đang dành thời gian để học thêm về lưu trú. Hiện tại em có đang làm một số cái dự án nhỏ ở Mộc Châu với một số anh chị em. Tuy nhiên việc này đối với em thì sẽ không phải mục đích để kiếm ra thu nhập, mà em muốn làm mạnh hơn một chút để tổng quát trong cái hospitality, không chỉ dừng ở đồ uống nữa, mà em muốn thêm lĩnh vực về nhà hàng, lưu trú, để thứ nhất là mình thời gian của mình còn nhiều, và em muốn thử nghiệm hết những cái gì mà ngành dịch vụ này có thể em làm được. Luôn luôn ngưỡng mộ em và quý em. Cho nên là nếu như em cần anh hỗ trợ bất cứ cái gì và liên quan đến cái mà chuyên môn mà anh biết, xin hứa là giúp đỡ hết mình. Thì anh đã là trong tầm ngắm của em rồi mà, tầm ngắm của em rồi mà. Cảm ơn Tiếp rất nhiều. Lắng nghe những câu chuyện đầy cảm hứng, những chia sẻ chân thành và những lời khuyên hữu ích. Hy vọng các bạn sẽ tìm được cho mình một bài học quý giá trong hành trình chinh phục ước mơ trong ngành khách sạn đầy tiềm năng và đầy thú vị, và đặc biệt trong ngành pha chế bar này. Cảm ơn khách mời chúng ta, bạn Tiếp ngày hôm nay. Các bạn hãy đừng quên tiếp tục theo dõi Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam để khám phá nhiều câu chuyện đầy hấp dẫn khác nữa nhé. Xin cảm ơn em rất nhiều.